Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Tom Hero, let's go. Let's go.
Wow, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Victor Lisa. Let's go. Đi sang đây là yeah. Một bước đi rất là chậm. Không được à? Là mình phải chéo đi một chút. Ok ok. Viking. Chéo đi một tí thôi. Vẫn chưa chết. Lại thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ ba, Hello Slayer. Let's go. Thank you.
Ok, let's go. Lên trên line là ông ta không làm gì được mình. Let's go. Ok, đi sâu bên trong nào. Giờ let's go. Yeah, ok, chúng ta đã leo được xong rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư, Pose Master. Chúng rồi. Wow. Wow, chín chân thôi. Oh my god. Anh ta đi luôn. Fatality. Epic win. Player one, choose. Wow. Ủa, anh ta vẫn còn sống này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher vào đây. Let's go.
We've got a lot to do. That's horrible. Get rid of that. Chop, chop. Yes. Let's go. Silicon. Okay. Chàng này có level 6 này. Không biết có nâng cấp cho anh ta không? Nâng đi. Chiến à? Wow. Oh my gosh. Oh. Wait, Baba. Okay.
rất là trâu luôn, sợ thật. Không biết có thắng được không. Ok, 1-1, let's go. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Draw Master. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đóng cửa sổ vào. Đây là một tựa game nói về một ông sếp chuyên đi thôi miên nhân viên, sau đó thì bắt nhân viên làm cùng làm. Chúng ta đi xuống dưới hầm làm gì đây? Wow, ông ta lại không nè nữa. Phải thật. Ok, mình sẽ mời ông ta ly cà phê. Let's go. Worthless.
stop it right now. Stop it right now. Oh my god. Wow. Tại nhẽ mình phải để cho bà ta ra ngoài thì lúc đó thì mình mới vào trong. Ai ngờ mình lại để cho bà ta nhìn thấy mình trong đó. Bà ta lại ra ngoài. Let's go. Rồi. Nhưng mà cái này thì mình thấy nó không mạnh lắm. Ok. Mũi của Thor. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slyball, here in 6. Continue. Ok. Mình phải đi tìm những con thú bông. Sau đó thì sẽ bỏ vào trong cái giỏ này. Bây giờ sẽ đẩy đứng là hướng nào đây. Đấy, biết có con nào không? Không có con nào. Không có nào luôn. Oh my gosh. Ở đây thì có một chú này. Nhưng mà thôi, mình sẽ lấy cái viên đá này lắp vào kia. Let's go. Không có gì ở đây. Thế thì mình sẽ nhảy ở bên kia vậy. Đây rất là nhiều. Ok.
đó các bạn sẽ đi thu thập tất cả những thứ bông, sau đó các bạn sẽ phải vứt vào trong cái giỏ kia. Anh chàng này đang leo lên, mình sẽ để đây này. Oh my god. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pop mà. Anh chàng này đang chiêu mưu con người. Wow. Xử lý anh ta thôi. Bây giờ mình sẽ lên anh ta và bắt anh ta. Let's go. Wow, lại thôi. Ok, let's go. Chúng ta đi ở xa không? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Wow. Rồi. Vào đây xem có màu nào không. Mình chơi màu hồng đi, màu vương. Ok. Chết rồi. Đợi ra đây xong đó mình sẽ giết. Chẳng nó đây. Có vẻ là hình như là bị lag hay sao.
giờ là một anh chàng rồi. Mình sẽ giết dần dần. Mong sao không ai nhìn thấy gì. Thôi chết rồi. Oh my, vẫn còn sống. You okay? Shit, nó lộ ra. Chết rồi, bị lộ rồi. Oh my god. Còn 3 người nữa thôi. Tiêu diệt hết luôn. Let's go. Đó, mình bị vốt mất. Mình cứ vốt người ta đi. Chết, mình bị vốt rồi. Oh my god. Wow. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.